Xin chào toàn thể anh em, thì hôm nay mình lại giới thiệu cho anh em cái đồ chơi sóc đĩa mới nhất cũng như là cao cấp nhất này. Thì cái đồ này công ty mình vừa mới ra mắt, mình làm luôn cái video này để giới thiệu cho anh em, để cho anh em có đồ chơi anh em nha. Thì những cái đồ ngày xưa luẩn quân, luẩn vị, luẩn bát đĩa thì bây giờ rất là khó chơi anh em nha. Thì cái thiết bị này anh em không cần luẩn quân vị bát đĩa anh em nha. Khi đi chơi anh em chỉ cần biết ở sòng, ở dưới họ chơi vị gì và anh em cho nhận diện trước, anh em mang theo cái thiết bị này là anh em có thể chiến thắng tuyệt đối anh em nha. Thì đối với thiết bị này, anh em chơi sân nhà, sân khách, ai sóc cái, ai làm cái đều có thể báo rung cho anh em nha. Thì đối với thiết bị này, khi đi chơi anh em sẽ cho nhận diện trước đi. Dù giả sử này, tôi giả sử này, ở sòng ở sới họ chơi quân vị này đi, tôi sẽ cho nhận diện trước ở nhà đi này, tôi sẽ cho nhận diện này, tôi sẽ test thử cho anh em này. Anh em bật công tắc này anh em nha. Bật công tắc này nó sẽ nháy đèn, nó sẽ rung một cái anh em nha. Anh em đặt vị, đặt cái mặt lưng của nó lên thì nhận diện là cái mặt lưng của nó tất cả 52 lá hoặc là cây bài này, cây ngoài tạp hóa nó đều là giống nhau anh em nha. Anh em cho nhận diện của nó từ 4 đến 5 giây, khi nào nó nhận diện xong thì nó sẽ báo rung và nó sẽ nháy đèn trên cái thiết bị này anh em này. Đây này. Khi đó là cái thiết bị đã nhận diện xong hình ảnh anh em nha. Anh em bỏ vị này ra ngoài. Tôi sẽ lấy ngẫu nhiên một lá trong cái cỡ bài này. Cái cỡ bài này tôi mua ngoài chợ anh em nha. Tôi sẽ nhận diện và tôi sẽ test thử cho anh em. Thì nhà mình thì có hai cơ sở ở Hà Nội và Sài Gòn. Các bạn nào gần thì qua trực tiếp cửa hàng mình test hàng, còn bạn nào xa không qua được thì mình sẽ gửi qua đường bưu điện là tàu xe. Mình thì các bạn mua hàng thì cứ liên hệ số điện thoại trên màn hình hoặc là alo trực tiếp cho mình, nhắn tin qua Zalo, mình sẽ hỗ trợ tư vấn 24/24. Thì trong khuôn khổ video này mình để cái thiết bị này trên cái đĩa để cho anh em cảm nhận được cái nhịp rung của nó. Và tí nữa thì mình sẽ đúc trong người để cho anh em biết là cái thiết bị này đúc trong người rất là an toàn, không ai có thể cảm nhận được nó anh em nha. Nguyên lý hoạt động của nó là lẻ rung 1 và chẵn rung 2. Tôi sẽ để 3 trắng tôi sóc này. Thì cái cự ly của nó là 3 mét quay đầu, anh em cứ đánh đúng trong cái khoảng cách đấy là cái thiết bị nó sẽ báo rất chuẩn cho anh em nha. Máy báo rung 2 này, trong bát trong đĩa chắc chắn là chắc này, mở bát này, tứ trắng này anh em nha. Anh em cứ đẩy từ 3 đến 4 giây, nó sẽ báo kết quả cho anh em. Máy báo rung 1 này, chắc chắn là lẻ anh em này, đánh 50 triệu mặt lẻ này anh em này, mở bát này. Thì đối với thiết bị này, khi anh em đi chơi, anh em dùng đồ bịp, nhưng anh em phải có sự khôn khéo. 10 tiếng, anh em chỉ cần ăn 7 đến 8 tiếng là anh em có tiền dư rồi anh em nha. Và anh em không thể ăn 10 tiếng, ăn 10 tiếng là họ sẽ biết là anh em dùng đồ bịp anh em nha. Máy vẫn rung 2, chắc chắn là chắn anh em này, mở bát này, tứ đen anh em nha, rất là chuẩn này. Anh em cứ đúng cự ly 3 mét, dưới 3 mét là nó sẽ báo rất chuẩn cho anh em. Máy báo rung 1 này, trong bát trong đĩa chắc chắn là lẻ, nó đánh 100 triệu mặt lẻ này, mở này, ba trắng anh em nha. Thì vừa rồi tôi để trên cái thiết bị này, trên cái đĩa cho anh em cảm nhận cái nhịp rung của nó. Thì sau đây tôi sẽ đúc trong người để cho anh biết là cái nhịp rung của nó không ai có thể cảm nhận được anh em nha. Để ba trắng cho sóc này. Máy báo rung 1 này, trong bát trong đĩa chắc chắn là lẻ anh này, để đánh 200 triệu mặt lẻ, mở bát này, ba trắng này. Bạc cầu rồi anh em nhá, vẫn là lẻ này, mở này, vẫn là ba trắng này. Bạc đổi cầu rồi anh em nhá, chắc chắn là chẵn này, tôi không biết là tứ tử hay là sấp đôi, tôi bắn lửa ra rồi tôi đánh vào mặt chẵn này, mở này, sấp đôi này anh em này, rất là chuẩn nhá. Tôi kỷ niệm cho anh một tiếng nữa nhá. Bạc cầu rồi anh em nha, chắc chắn là chắn này, mở này, sấp đôi này anh em này. Thiết bị này chồng quân chồng vị đều báo anh em nha. Bạc đổi cầu anh em này, lẻ này, mở này, ba trắng này. Thì vừa rồi tôi đã đúc trong người cái thiết bị
C100 này, để cho anh em cảm nhận được cái nhịp rung của nó rất là an toàn và cái độ chuẩn xác của nó rất là cao. Thì anh em nào mua hàng nhắn tin qua Zalo hoặc là alo trực tiếp cho mình số điện thoại trên màn hình, mình sẽ hỗ trợ tư vấn 24/24. Nhà mình thì có 2 cơ sở ở Hà Nội và Sài Gòn. Bạn nào gần thì qua trực tiếp cửa hàng mang bát đĩa quân vị đi, mình sẽ test thử cho các bạn. Bạn nào xa không qua được thì mình sẽ gửi về cho các bạn, nhận hàng các bạn thanh toán cho mình. Xin chào và cảm ơn các bạn đã xem video. Xin chào toàn thể anh em đang chơi và đam mê cái bộ môn sóc đĩa bịp. Thì anh em đang thua tha, đang lợ lần, muốn gỡ gạt thì anh em xem hết video này, tôi sẽ giới thiệu cho anh em bộ sản phẩm sóc đĩa mới nhất cũng như là cao cấp nhất này. Đó là cái máy quét laser nhận diện mặt nâng quân vị X8 anh em nha. Thì đối với cái thiết bị này, anh em có thể chơi mọi sòng mọi sới, từ sới lớn đến sới nhỏ. Khi đi chơi, anh em sẽ cho nhận diện quân vị của mình và chơi là chơi quân vị của người ta anh em nha. Thì sau đây tôi sẽ đi vào hướng dẫn cũng như là test thử cho anh em một vài tiếng để cho anh em cảm nhận được cái độ hiệu quả và cái nhịp rung của nó rất là an toàn anh em nha. Thì đây là cái quân vị này tôi đã nhận diện trước này. Thì cái thiết bị này tôi đã đúc trong người. Thì sau đây tôi sẽ sóc thử cho anh em một vài tiếng để cho anh em cảm nhận được cái thiết bị này tôi đúc trong người, cái nhịp rung của nó chỉ có mình anh em cảm nhận được anh em nha. Thì tôi để ba trắng tôi sóc này. Thì cái nguyên lý hoạt động của nó là lẻ rung 1 và chẵn rung 2 anh em nhá. Máy báo rung 1 này, trong bát trong đĩa chắc chắn là lẻ này anh em này, mở này. Ba đèn này. Thì cái khoảng cách của nó là 3 mét quay đầu anh em nhá. Anh em cứ để từ 2 đến 3 giây thì cái thiết bị nó sẽ báo kết quả cho anh em. Thiết bị báo rung 2 này, chắc chắn là chẵn này, mở này. Sấp đôi anh em nhá, rất là chuẩn này. Bác đổi cầu này anh em nhá. Máy báo rung 1, trong bát trong đĩa chắc chắn là lẻ, tôi đánh 50 triệu mặt lẻ này, mở bát này. Ba đen này. Máy vẫn rung 1 này, tôi đánh thẳng 100 triệu vào mặt lẻ này anh em này, mở bát này. Vẫn là ba đen này anh em nhá. Thì vừa rồi tôi đã test thử cho anh em một vài tiếng để cho anh em cảm nhận được cái thiết nhịp rung của nó rất an toàn. Thì cái thiết bị này tôi đã đúc trong người anh em nhá. Thì sau đây tôi sẽ đi vào hướng dẫn cho anh em cách sử dụng trên cái quân vị mới anh em nhá. Thì cái quân vị này tôi sẽ bỏ ra ngoài này. Thì đây là một cái cỡ bài tôi mua ngoài chợ anh em nhá. Tôi sẽ lấy ngẫu nhiên là 5 lá bài. Tôi sẽ lấy ngẫu nhiên 5 lá anh em nhá. Một lá tôi để nhận diện, còn 4 lá còn lại tôi sẽ cắt mỗi lá một vị anh em nhá. Một lá này tôi sẽ để ra ngoài tôi nhận diện anh em nhá. Thì tôi sẽ hướng dẫn cho anh em cách sử dụng này. Thì khi anh em nhận diện này, anh em bật công tắc lên thì tất cả các mặt nâng của nó đều là giống nhau anh em nhá. Thì anh em sẽ quét cái mặt nâng của nó thì cái máy nó sẽ nhận diện cái mặt nâng hình ảnh của nó. Khi nhận diện xong thì máy sẽ chuyển sang cái chế độ báo rung anh em nhá. Anh em quét đều cái mặt nâng cho tôi. Khi nào đèn nó tự ngắt là cái thiết bị đã nhận diện xong anh em nhá. Anh em cứ quét đều cho tôi từ 3 đến 5 giây. Khi nào đèn nó ngắt là cái thiết bị nó sẽ chuyển sang chế độ báo rung. Thiết bị đã ngắt thì sau đây tôi sẽ để cái thiết bị này trên cái đĩa để cho anh em cùng cảm nhận được cái nhịp rung của nó anh em nha. Đây là cái đĩa này. Cái vị này tôi bỏ ra ngoài này. Ở đây là 4 lá bài này, tôi sẽ cắt mỗi lá một vị anh em nha. Thì nhà mình có 2 cơ sở ở Hà Nội và Sài Gòn. Bạn nào ở gần thì qua trực tiếp thử hàng, test hàng. Còn bạn nào xa không qua được thì mình sẽ gửi qua đường tàu xe, bưu điện, nhận hàng các bạn kiểm tra và thanh toán cho mình. Thì các bạn mua hàng liên hệ số điện thoại trên màn hình hoặc nhắn tin qua Zalo cho mình. Mình sẽ hỗ trợ tư vấn 24/24 cho các bạn nhé. Đây tôi sẽ để sấp đôi tôi sóc này. Cự ly khoảng cách của nó là 3 mét quay đầu anh em nhé. Anh em cứ để 3 mét quay đầu cho tôi. Máy báo rất là chuẩn. Máy báo rung 1 này. Trong bát trong đĩa chắc chắn là lẻ này anh em này. Mở bát này.
ba trắng này. Anh em cứ để từ 2 đến 3 giây thì thiết bị nó sẽ báo kết quả cho anh em. Máy báo rung hai nhịp này, chắc chắn là chẵn này, tôi không biết là tứ tử hay là sấp đôi. Tôi đánh thẳng 200 triệu mặt chẵn này, mở bát này. Tứ trắng anh em nhá. Máy báo rung hai, bẹt chẵn anh em nhá, mở bát này. Sấp đôi anh em này, chồng quân chồng vị đều báo anh em nhá. Tôi kỷ niệm cho anh em một tiếng nữa này. Ba cầu anh em nhá, vẫn là chẵn này, mở bát này. Vẫn là sấp đôi anh em nhá. Tôi kỷ niệm cho anh em một tiếng cuối cùng này. Bật cầu anh em này, chắc chắn là chẵn này, tôi đánh 200 triệu mặt chẵn này, mở bát này. Sấp đôi này, chồng quân chồng vị báo rất chuẩn anh em nhá. Thì vừa rồi, tôi đã test thử cho anh em một vài tiếng để cho anh em cảm nhận được cái nhịp rung của nó rất an toàn và cái độ hiệu quả của nó rất là cao anh em nhá. Thì anh em nào mua hàng nhắn tin qua Zalo hoặc là alo trực tiếp cho mình số điện thoại trên màn hình, mình sẽ hỗ trợ tư vấn 24/24 anh em nhá. Thì nhà mình thì có hai cơ sở ở Hà Nội và Sài Gòn. Bạn nào gần thì qua trực tiếp cửa hàng test hàng, còn bạn nào xa không qua được thì mình sẽ hỗ trợ gửi hàng qua đường tàu xe cho các bạn. Cảm ơn các bạn đã xem video. Chào tất cả anh em đã quay trở lại với công ty của chúng tôi. Tiếp tục clip ngày hôm nay, tôi sẽ giới thiệu đến cho tất cả anh em về cái môn chơi sóc đĩa bịp. Khi anh em đi chơi, anh em sẽ phải luồn duy nhất đó chính là cái chiếc bát tàng hình không tang này vào trong cuộc chơi là anh em có thể chiến thắng được 100% khi mà anh em có thể đưa bát được vào trong sòng, trong sới qua mắt dễ dàng được bạc già này, bạc cáo này hay tất cả các sòng sới bạc, bất kể là như thế nào đấy. Bạc già, bạc cáo, bạc lớn, bạc trẻ, anh em chỉ việc luồn bát vào là qua mặt tất cả. Bởi vì bát hiện đại chúng tôi đã phát triển được với mẫu bát rất là tốt. Đấy, bát này thì khi mà anh em đi chơi đấy, thường là người ta vào trong sòng sới người ta sẽ thử qua rất là nhiều đấy, những cái quy trình thì anh em mới có thể đưa bát được vào trong chơi. Ví dụ là khi người ta đi chơi này, người ta sẽ soi đèn flash, thứ nhất là về đít bát xem có trong không, và soi về phần mặt bát này, đấy, xem bát của chúng ta có trong không thì người ta mới cho luồn vào trong cuộc chơi. Đây, đó anh em nhé. Và thứ hai là người ta sẽ thử nam châm vòng quanh hoặc là thử trước mặt, cũng như là người ta sẽ ngâm hay là luộc bát trong cái nước có thể lên đến 100 độ C, nước nóng 100 độ C, và bát của công ty chúng tôi vẫn có thể sử dụng được bình thường khi mời anh em đã vượt qua tất cả những cái thử thách tại sòng sới, vẫn có thể sử dụng bình thường. Bôi phấn rôm này, bôi mực lên mặt bát không hề gây bát có thể mù mắt hay là như thế nào, anh em vẫn có thể sử dụng bình thường như những mẫu bát anh em hay chơi. Và bát thì cải tiến với cái chất lượng hình ảnh của bát rất là nét, tôi sẽ thử úp cho anh em có thể thấy được cái chất lượng hình ảnh rất là nét luôn, anh em nhìn được nhá. Đó, và khi mà anh em đi chơi, một cái bộ sản phẩm của cái bát này sẽ bao gồm đó chính là một bát này, một màn hình soi này và một bộ dây sạc. Đấy, sạc bây giờ sẽ là sạc từ, không phải sạc chân kim như thời xưa, anh em sẽ phải sạc chân kim. Và có thể là nếu mà muốn cải tiến hơn thì anh em có thể xem trực tiếp trên cái chiếc điện thoại di động của anh em hay sử dụng bình thường, tất cả trên các dòng máy Samsung, Oppo, iPhone và tất cả các dòng máy khác anh em đều có thể vẫn sử dụng bình thường. Đấy, đối với thì mẫu bát tại cửa hàng của chúng tôi thì để thử qua cho anh em, để anh em có thể biết rằng bát của chúng tôi có thể chống chịu được như thế nào mà khi mà anh em đi chơi. Và lưu ý rằng là tôi sẽ đặt tất cả trên mẫu bát tại cái nơi anh em chơi, chơi mẫu bát gì thì anh em có thể liên hệ trực tiếp cho tôi qua số điện thoại tôi đặt ở góc màn hình để anh em có thể tham khảo được, biết được cái dòng nào là anh em nên lựa chọn để anh em luồn vào trong cuộc chơi và anh em đi chơi sẽ không để bị người ta có thể phát hiện ra được. Với cả khi phát hiện hay là khi đang chơi vô tình người ta đập vỡ cái đít bát của anh em, đập vỡ bát thì nó sẽ vỡ ở thành và vỡ ở phần giữa bát. Còn riêng về các cái phần bo mạch chủ của chúng tôi đã cấu tạo lên cái phần đít bát, chúng tôi đã đóng đặt một keo ấy hình màu trắng giống với cái đít bát để khi người ta đập người ta sẽ không bao giờ lộ.
Thì bây giờ cái bát này thì anh em có thể sử dụng cái độ pin rất là lâu, có thể lên được tới trong phạm vi là từ 2 tiếng rưỡi đến 3 tiếng đối với cái bát tàng hình mới nhất trong 2020 này. Hãy thử cho anh em này, chỉ việc duy nhất là luồn bát vào trong cuộc chơi là anh em mới được chơi được. Bát này của tôi hết pin này, tôi lấy bát khác nha, bát hết pin. Bát chúng tôi rất nhiều mẫu bát, khi anh em mua hàng đều có tem bảo hành tại cơ sở nhà chúng tôi hết. Đây là tem bảo hành này, anh em về anh em thử thoải mái luôn nhé. Cứ sóc dòng này, lên này, sắp đôi này anh em này, mở sắp đôi anh em nhé, mở này, đây anh em, sắp đôi này, sóc mắt nhìn trực tiếp 100%, đấy, khẳng định là chiến thắng được anh em nhé. Ba đen này, tôi mở ba đen này, đây ba đèn nhanh em nhé. Còn khi mà anh em đi chơi này, đấy, bây giờ hiện tại là cái bệ của anh em này bệ rất là cải tiến, sạc này, ví dụ đang đèn xanh anh em chỉ việc đặt sạc lên này, nó sẽ hiện đấy, chuyển sang đèn đỏ là đang sạc. Đây anh em nhé, tôi sẽ đặt cái bát này cho anh em xem này. Đấy này. Đấy, nó hiện đèn đỏ là bát của chúng ta đang sạc pin anh em nhé. Đây hiện đèn đỏ này, khi nào mà bát đầy thì anh em chỉ việc đấy, tự động nó sẽ kêu và nó sẽ ngắt pin đấy, khiến cho cái pin ở trong bát của anh em nó sẽ không bị chai pin đi. Đấy, tiếp tục là tôi thử cho anh em vài tiếng nữa này. Ba đen anh em nhé, ba đen này. Để tôi lấy một mẫu bát nào khỏe pin nhất để tôi phục vụ cho anh em. Bát đen anh em nhé, tiếp tục này, tôi sóc cho anh em này. Bát đen tiếp này anh em này, mở bát đen này, bát đen nhé. Đấy, cứ sóc xong bát sẽ tự động mở trong vòng 2 đến 3 giây rồi mắt bát sẽ tự động đóng vào. Đấy, ba trắng này anh em này, nhìn này, ba trắng nhá, ba trắng phải đánh sập luôn mặt vị, sóc liễu luôn anh em nhá. Ba đen này anh em này, ba đen này, bạt lẻ này. Đấy, những cầu dài thế này anh em rất là dễ lui. Đấy, bắt được kẻ bạc rào cáo anh em đều phải bắt vừa hết. Đấy, vào một cái gói gọn anh em chơi. Tiếp tục là ba đen này. Đấy, cầu này rất là dài anh em nhé. Tiếp tục tôi sóc tiếp này. Sắp đôi này anh em này. Mở luôn sắp đôi nhá. Sắp đôi này. Đấy, bát đánh pin rất là trâu. Kể khi mà anh em đi chơi anh em sóc vài trăm tiếng, bát vẫn có thể hoạt động được bình thường đối với cái bát của tại công ty chúng tôi. Ba trắng này. Mở ba trắng này anh em này. Đấy, chính là mẫu bát tàng hình để phục vụ cho anh em đi chơi và muốn chiến thắng được cái môn chơi sóc đĩa bịp. Và thường thì là anh em đi chơi là anh em sẽ chỉ cần đưa bát vào và một người ở ngoài sẽ cầm cái màn hình và người ta sẽ xem ở trên cái màn hình này để biết được trong bát trong đĩa về cái mặt vị gì, rồi người ta sẽ báo đến cho anh em. Đây là bốn trắng này, người ta sẽ báo về đấy, trên người anh em sẽ có một cục rung, rồi người ta sẽ bấm đầu mút khiển là dung một, ví dụ dung một là lẻ, dung hai là chẵn, đấy tùy theo anh em tự phím với nhau. Đấy chính là cái bộ sản phẩm mà ngày hôm nay tôi muốn giới thiệu đến cho anh em. Một bát này, một màn hình này và một bộ sạc. Đấy, sạc thì là sạc từ, và lưu với anh em rằng là cái sản phẩm này chỉ có duy nhất tại độc quyền công ty của chúng tôi. Nếu mà anh em cần ấy mua hàng đặt sản phẩm về và anh em sử dụng thì anh em liên hệ trực tiếp cho tôi qua số điện thoại hotline tôi đã đặt ở trên góc màn hình. Và cơ sở nhà tôi thì cơ sở có hai cơ sở. Cơ sở 1 là bến xe Mỹ Đình Hà Nội, cơ sở 2 là bến xe miền Đông Sài Gòn. Đây là cái bảng đấy, phiếu bảo hành khi mà anh em mua hàng tại công ty chúng tôi đấy, tất cả mọi người đều có một cái phiếu bảo hành để cho đấy, cái sự tin tưởng đấy, tôi với công ty của chúng tôi. Bảo hành thì bảo hành rất là dài hạn đối với tất cả những sản phẩm. Đấy, còn ngày hôm nay giới thiệu đến cho anh em như thế. Anh em cần mua hàng thì liên hệ trực tiếp cho tôi hoặc là qua cửa hàng tôi để test hàng thực tế, cầm bát đĩa đến đặt theo mẫu bát của anh em lựa chọn như thế nào, chơi như thế nào, chỉ việc cầm